Thưa quý vị, tại đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban Nhân dân thành phố giao thành đoàn tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên, xây dựng đoàn thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích, lan tỏa chuyển đổi số. Với tinh thần xung kích sáng tạo, thời gian qua các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố đã tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Sau hơn 2 tháng phát động và triển khai sâu rộng trong đoàn viên thanh niên, mới đây tuổi trẻ Hải Châu đã chính thức ra mắt công trình thanh niên số hóa địa chỉ đỏ trên địa bàn quận năm 2023. Theo đó, có 11 địa điểm văn hóa lịch sử trên địa bàn quận Hải Châu đã được gắn mã QR code có chứa thông tin về địa chỉ đỏ nhằm phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu của người dân, du khách và đoàn viên thanh thiếu nhi. Gần như 100% các địa chỉ đỏ trên địa bàn quận đã được số hóa, và đây đã là một phần góp phần giúp cho các khách du lịch và người dân có thể tìm hiểu và biết được rõ hơn về các di tích lịch sử trên địa bàn quận. Theo kế hoạch, tuổi trẻ Đà Nẵng sẽ tiến hành số hóa tạo ra các QR code tại 86 địa chỉ đỏ trên địa bàn, gồm 2 di tích quốc gia đặc biệt, 17 di tích cấp quốc gia và 67 di tích cấp thành phố. Thông qua đó, góp phần tuyên truyền, quảng bá văn hóa lịch sử, du lịch theo hướng thông minh. Đây chỉ là một trong những phần việc ý nghĩa của thanh niên tham gia chuyển đổi số tại địa phương. Với phương châm, đoàn viên thanh niên phải là lực lượng tiên phong, là hạt nhân để lan tỏa tinh thần số, kỹ năng số đến với mọi người, mọi nhà. Các cấp bộ đoàn tại địa phương đã đẩy mạnh các tổ công nghệ số cộng đồng, cũng như hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên về ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế, xã hội. Sở Tư pháp đã phối hợp với các chi đoàn hoặc là các cơ quan đơn vị có liên quan để tuyên truyền nâng cao nhận thức của công dân về lợi ích nộp hồ sơ trực tuyến, góp phần vào công tác chuyển đổi số của sở cũng như là của thành phố, ứng dụng công nghệ thông tin kịp thời tháo gỡ và khắc phục các khó khăn vướng mắc trong quá trình hỗ trợ công dân giải quyết các thủ tục hành chính. Làm sao để các bạn cũng như các bộ đoàn phải hiểu cho được về cái chuyển đổi số là như thế nào, thì từ đây là cái vai trò của tổ chức đoàn để đóng góp cho chính quyền, cho xã hội về những cái năng lực số để đóng góp cái sức trẻ của mình trong cái chuyển đổi số trong thời gian sắp tới. Với sức trẻ và sự nhiệt huyết, sáng tạo, thời gian đến, đoàn viên thanh niên thành phố sẽ tiếp tục tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số tại địa phương bằng những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa.